Giang Dô bước vào phòng thì thấy một anh trai bị chấn thương, đang nằm gục dưới sàn. Giang Dô rất hoảng hồn khi mà thấy cảnh tượng máu me dư lầy. Đến gần anh trai này xem đây là ai mà nằm bất động ở đây, thiệt là bất ngờ, đó lại là anh trai Soho. Này anh ơi, tỉnh lại đi, sao anh lại bị như vậy, sao anh lại nằm ở đây? Dòng máu của Soho không ngừng tuôn trào, chảy ra như nước mắt của Giang Dô. Bạn cùng phòng về tới, ôi mẹ ơi, máu me màu mè, suỵt, im dùng cái đi bà nội. Hai người vội vàng vào việc, lau chùi, tiêu hủy hết mọi vết máu ở trong căn phòng trước khi mà mấy anh cảnh sát đến khám xét, lau điếu ra nên để nghĩa bình hoa lên. Soho hình như sắp tỉnh lại và hai chị cùng phòng cũng về phòng. Sau bao nhiêu sự gào thét, kêu gọi rất nhiệt tình của mấy chị em thì cuối cùng Soho cũng chịu mở mắt tỉnh dậy, nhưng mà chẳng biết hiện giờ mình đang ở đâu đây nữa cơ chứ. Soho rất là vội vàng, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự truy sát của mấy anh trai cảnh sát, không muốn gây ra sự liên lụy, phiền phức cho mấy chị gái ở trong căn phòng này nữa, quyết định đứng bật dậy, muốn leo nghĩa ra ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Nhưng mà có vẻ là mấy anh cảnh sát đã phát hiện được Soho đã leo rào, rồi trèo nghĩa lên ký túc xá rồi, vì có những dấu vết của những bước chân nhuốm máu đã in đậm trên tường. Thế là tới công chuyện với Soho rồi, vì họ đã biết anh đang ở trên ký túc xá, rồi họ bắt đầu gấp rút lục tìm. Mấy chị gái trong phòng thì đang cãi nhau vấn đề ở đây là phải làm sao, dư nào để mà giải quyết cái của nợ này đây. Đột nhiên Giang Dô nảy ra một idea, này chúng ta có nơi đó, nếu là nơi đó thì cảnh sát sẽ không tùy tiện đi vào được, và nơi đó có vẻ là phòng tắm nữ, có vẻ là mấy chị em muốn đưa Soho vào đây nấp, tạm thời ẩn náu trong đây để không bị mấy anh trai cảnh sát phát hiện. Đi vào thì thấy máu mẹ ơi, vội vàng kiếm nồi rẻ lau thôi, thiệt là đau đầu với đống máu me này, mệt với cả anh trai Soho này nữa, phải nhanh chóng thu dọn nó thôi, rồi phóng khỏi đây. Rồi đến phòng tắm thì thấy anh trai Soho nằm ở trong buồng tắm từ lúc nào, chẳng ai hay, nhưng mà mấy anh chị cảnh sát sắp rồi đây rồi, phải nhanh chân nhanh tay cởi đồ ra thôi nào. Quăng nghĩa quả đồ lên người anh trai Soho để cho cảnh sát đừng thấy. Nào chúng ta hãy cùng cố gắng đi các chị em AE, qua đêm nay thôi là sẽ yên bình rồi. Chị gái cảnh sát bước vào, AE rồi quát sắp, hello các bạn, bất ngờ không các em gái, chị có súng trong tay nè. Thôi nào, chúng ta hãy bình tĩnh lại một chút, tôi là cảnh sát và đang tìm một người đàn ông xông vào đây. Bà bị khùng gì dậy bà nội, tôi tắm ở đây từ chiều rồi làm gì mà thấy người đàn ông nào vào đây. Đột nhiên máu của Soho cứ liên tục chảy ra khỏi buồng tắm, làm mọi người lo lắng, bà chị cảnh sát thì cũng khá nghi ngờ. Sao mà các em lại sợ đến như vậy nhờ, chị có làm gì các em đâu nào nhờ, sao em lại khóc dư lầy nhờ, em làm chị cũng khá sợ đấy nhờ, hay là để chị cởi đồ ra tắm chung với các em cho đỡ sợ nhờ, mùa đông năm nay cũng lạnh lắm đấy nhờ. Máu sắp chảy đến chân chị cảnh sát, nhưng mà Giang Dô dũng cảm kịp thời ra khỏi buồng tắm chặn lại dòng máu đang chảy. U là trời, đột nhiên bà chị Dô phòng tắm của người ta rồi còn vác quả súng vào đây nữa chứ, súng nước thì không sao mà đây là súng thật thì ai mà chẳng sợ được chứ. Thôi biến khỏi đây dùng đi bà nội, úi rồi ôi, may quá làng nước ơi. Cuối cùng bà chị cảnh sát này cũng đi rồi, hồi hộp thực sự, tôi lục tung cả nhà tắm rồi nhưng chẳng thấy mấy anh trai ấy. Thôi về căn cứ nghĩa đi nào, mấy anh trai cảnh sát đã rời khỏi đây, thôi chết mẹ còn 5 phút nữa là đến giờ điểm danh rồi các chị em ấy, nhanh chóng đi về phòng thôi nào. Thôi cất nghĩa anh trai Soho này vô hộp tủ đi nào, để điểm danh xong rồi ta tính sau. Uầy, vất vả cho cô quá, vậy thì xem như là tôi nợ cô tối nay, đêm nay là anh sẽ đi luôn có được không, có mang theo vết thương đi được không, tôi sẽ tìm một nơi nào đó để anh có thể ở, dạy tôi làm thế nào để trả ơn cô đây, ai giúp anh phờ gì chứ, trả bằng băng đĩa đi, lấy băng đĩa để trả cho việc này đi, rồi lau xong rồi anh ở đây nha, tôi sẽ quay lại ngay khi điểm danh xong, đừng trốn đi đâu đấy. Ok luôn bạn ơi. Sau đó Soho tìm cách trốn đi miệng luôn, không thèm nghe lời Giang Dô, tính leo cửa sổ thêm lần nữa bay đi về căn cứ, nhưng hình như có quân địch xuất hiện, trốn lẹ. Nhưng không phải quân địch, đó là bà chị Moon Ok đang rồi nhà tắm giặt đồ mà không có con dao ở đây, nên Soho đành cầm tạm cây gậy để phòng thủ, quăng thêm cục xà phòng ra cho bà chị Moon Ok rửa mặt. Bà chị Moon Ok nhặt lên tịch thu miệng luôn, nhưng bà chị vẫn chưa chịu rời khỏi đây, làm Soho hơi nóng muốn cầm gậy đập bà chị vài phát cho hả dạ. Không những thế bà chị Moon Ok còn hát hò nhảy múa, làm khùng làm điên trong nhà tắm nữa chứ, mệt hết sức không. Rồi thế là bà chị Moon Ok cũng chịu phóng ra khỏi đây, thực sự là Soho muốn đập bà lắm rồi. Khi mà bà cất tiếng hát, Giang Dô thì cầu xin sự trợ giúp đến từ vị trí của bà chị Hezong, nhưng mà bà chị Hezong thì có vẻ không muốn giúp, anh ta phải lập tức biến mất khỏi đây vào sáng mai, cậu sẽ tiếp tục để anh ta ở ký túc xá à? Dù sao thì nơi đó cũng là chỗ an toàn nhất ở đây rồi mà, cậu không nhớ sao, chúng ta đã từng lên tầng 4 rồi, chỗ này đã bị đóng cửa được 6 năm rồi. Đây là nơi mà cựu giám đốc tự sát. Có tin đồn là tối nào hồn ông ta cũng đi vòng quanh ký túc xá hết đấy. Thôi nào bạn ơi, sợ gì, chiến luôn thôi nào. Và rồi họ mở cửa, xong đi vào trong, ngó nghiêng này nọ các kiểu, nhìn qua cửa kính vỡ, dường như thấy thứ gì trắng trắng, nhìn thêm lần nữa xem dư nào, ôi mẹ ơi có con ma đang hát ca, để cái bình làm hết hồn cả mình. Dù là như vậy nhưng biết làm sao giờ, sẽ mất vài ngày để khỏi vết thương đó, nếu vào được đó thì sẽ là nơi an toàn nhất rồi, nhưng cửa bị khóa rồi, nếu vậy thì nhờ ông Man Đông giúp đỡ thì sao? Thế là Giang Dô đến nhờ ông Man Đông giúp đỡ, giúp cháu đi ông ơi, anh ấy tuyệt đối không phải là gián điệp đâu ông à, chúng ta là đồng đội mà. Ok được rồi các cháu ơi, để ông sửa nhẹ cho xong cái đồng hồ này một xíu, vậy ta sẽ không nói gì về việc này hết. Này anh trai trong tủ, con sống không chứ hả? Chúng ta cùng đưa nhau đi trốn thôi nào, hay là ta làm thêm vài bi thuốc lào? Được thôi, cùng nhau phì phào bi thuốc lào. Đi thôi nào các cháu ơi, bước từ từ chậm chậm thôi, cần gì vội vàng rồi vấp cục vàng, dù sao thì tuyệt đối không được để Bun Ok phát hiện ra đâu. Sao vậy ạ? Vì cô ấy biết rõ rằng nếu bắt được gián điệp sẽ được trả bao nhiêu tiền. Rồi đột nhiên có ai đang tiến đến gần đây, mang chiếc giày đính đai a mình của ông hoàng đá bào, đi cát vớt trong thật sang xịn mịn thế nào. 123123, đi về phía đằng trước, 123123, lùi về phía đằng sau. Xong đi miệng luôn, nghỉ cát vớt. Uầy, cuối cùng bà chị Moon Ok cũng đi rồi. Mệt với bà chị này thực sự, làm khùng làm điên gì trong đêm không biết nữa. Nhưng mà cô gái đó mặc đồ và ở đó bao lâu rồi, không phải có báo cáo rằng nó đã biến mất rồi sao? Thôi bỏ đi, phóng nhanh khỏi đây thôi nào các cháu ơi. Và họ từng bước cùng nhau tiến đến căn phòng, dù là có một chút hơi sợ trong lòng. Mở toang cánh cửa kia ra, tiến đến chiếc cửa đang bị khóa chặt bởi ổ khóa sắt. Tưởng chừng là bỏ lâu rồi ổ khóa bị reset không mở được, nhưng không mở nó easy vãi chưởng linh hồn.
Cánh cửa được mở ra, họ tiến vào trong, nhưng khi nhìn thấy sợi dây, thì cảnh tượng năm xưa có con mẹ bán dưa cầm cây cưa treo cổ lại hiện lên trong đầu. Người nào người nấy cũng đều hơi sợ trong đêm tối như thế này, nên bác bảo vệ đi mở mịa đèn cho đỡ sợ, nhưng nước đi này của bác hơi sai, làm như vậy thì mấy anh cảnh sát thấy là chết con mẹ nó cả đám luôn. May mắn là Soho tắt kịp, chứ không thì tiêu con mẹ cuộc đời. Còn mẹ già cha yếu ở nhà chưa trả xong chữ hiếu, cẩn thận các cháu ơi, dưới căn phòng này là phòng đọc sách đấy, có đứa nào nghe thấy là nó sợ tè ra quần nghỉ đọc sách luôn, có đứa đọc sách thiệt nhưng chưa có nghe thấy. Rồi sau đó răng rô tô son cho vết thương của Soho để tâm hồn Soho được đánh phấn. Thực ra là cầm máu mấy ma à, rồi tiếp tục quấn thêm vài cuộn băng lại cho vết thương đừng chảy máu. Quấn rô thêm chục vòng cho nó chắc chắn mới được. Có lẽ là hồi trung học, răng rô đã được học qua môn giáo dục quốc phòng nên quấn băng cũng khá đúng nha. Và quấn thì cũng khá là đẹp nữa, cho răng rô 10 điểm về chỗ. Rồi kiếm thêm mấy cái kẹp cố định vết băng lại cho nó chắc khỏi sợ bị ruột, khỏi mắc công băng lại thêm lần nữa, mệt. Răng rô thực sự đã rất mệt rồi nên không thèm băng nữa, nghỉ. Nhìn thấy quả dây chuyền của Soho cũng khá đẹp, định xin về đeo thử nhưng Soho không cho, nên chưa nghỉ được, băng tiếp thôi. Buổi sáng thức dậy, chưa đánh răng rửa mặt gì cả, răng rô vội vàng khoác áo lông màu hồng, soi gương, rồi tô son cho quả môi màu hồng, bỏ thật nhiều chén vào ba lô, đi nhà ăn kiếm thật nhiều lương thực, thực phẩm đem cho Soho. Ba lô này trông có vẻ là rất to, chắc là lấy hết miệng lương thực thực phẩm trong nhà ăn bỏ rô luôn mới vừa. Rồi tới công chuyện với rỉa đồ ăn, bỏ hết miệng rô luôn cho chừa, một ổ bánh mì, rồi hai ổ bánh mì, rồi thêm quả xúc xích nữa là hợp lý, do cảm thấy chưa đủ nên hai người quyết định thay đồ, đi lấy thêm vài rỉa đồ ăn nữa bỏ vào cho đầy ba lô, cải trang rồi mà vẫn bị mấy bà phát cơm phát hiện nhưng thôi không sao, trường này giàu mà, để lấy thêm quả apple, có vẻ là dăm ba rỉa cơm vẫn chưa đủ nên rỉa phòng vơ vét thêm một số đồ ăn, đồ dùng, canh lúc bà chị Hê-dông chưa dậy, tiện thể bế miệng đi luôn thêm quả bình đun nước siêu tốc, có vẻ là đã đủ rồi, thế là răng rô bức tốc, chạy miệng xuống nhà tắm giặt mớ đồ. Nhưng mà có vẻ răng rô đem đồ đến tiệm giặt ủi, nên chỉ xuống nhà tắm để rửa mặt thôi, rửa rửa tẩy trang nhanh nhanh đặng đi gặp anh trai Soho nữa chứ, không thể nào mà để ảnh cô đơn một mình ở nơi xa lạ này được. Đang rửa mà cứ cười cười, nhớ tới nụ cười của ảnh là con tim muốn rụng rời, rồi cũng đã rửa xong, đi thôi nào. Soho đang lục tìm thứ gì đó, và cùng lúc đó răng rô đã đến, một mình vác quả ba lô 10 tấn chứa đầy thức ăn cùng bình đun siêu tốc của bà chị Hê-dông. Không được rồi, chúng ta cần phải trao đổi mật mã trước để vào phòng, nếu gõ 2 lần rồi lại 3 lần như vậy tức là đây là răng rô mau mở cửa ra thôi, chúng ta cần phải hiểu nhau dư này mới được. Từ tối hôm qua anh đã không được ăn gì cả rồi, mau ăn đi thôi, phải ăn nhanh nữa. Nhưng mà cô có thể mua pin giúp tôi được không? Để làm gì ạ? Chả là ở kia có một chiếc radio, tôi muốn bay lắc trong âm nhạc một xíu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mua, nên anh mau ăn đi. Cả New Favor nữa nhé, vì cùng bị đuổi theo nên tôi cũng có những đồng đội, tôi rất tò mò về họ, không biết nó có lên New Favor hay không. Có thể cho tôi biết một chút về cấu trúc phòng ngủ của ký túc xá không, để không bị phát hiện và chạy trốn? U là trời, anh hỏi nhiều thế, người ta đã mệt mỏi để đem đồ ăn cho anh rồi mà không lo ăn lói lói hoài. Tôi ăn hết miệng bây giờ. Ok, để cắn thử một miếng xem nó dư nào. Nhưng mà cô có anh trai đúng không? Bị bắt thì đang biểu tình đúng chứ? Nếu phải anh ấy bị bắt đi nghĩa vụ quân sự rồi, vì vậy nên cô đã buồn bã. Cô gần như là một người chị à, không, một người mẹ luôn rồi nhỉ? Sao anh biết? Tôi cũng có một đứa em gái cứ như mẹ của tôi vậy. Mau ăn cơm đi nào, nhớ giữ gìn sức khỏe, cứ cằn nhằn suốt quay giống y hệt tôi. Anh cô đang ở trong quân đội có lẽ cũng sẽ rất nhớ những tiếng cằn nhằn, vậy khổ cho anh ấy rồi, ngày nào cũng nhớ đi nhớ lại một câu. À phải rồi, có lẽ anh sẽ cần một số thứ nên tôi đã mang tới đây. U là trời, nếu tính theo giá băng đĩa thì không phải sẽ cực kỳ nhiều sao? Vậy thì trả lại đi, trả lại là được mà. Làm vậy sao mà coi được, tôi không có gì ngoài tiền mà. Anh có sở trường sở đoản gì không nhỉ? Là cái gì nhỉ? Như là nhảy múa, ca hát, chơi guitar chẳng hạn? Không có rồi, một cái cũng không, tiếc ghê. Đừng chỉ nghĩ về biểu tình mà hãy học thêm về cả những thứ này nữa, thật là trống rỗng mà, không biết gì hết. Hôm sau, răng rô qua tán gẫu cùng bà chị Bun. Ok, bà chị bảo có vẻ như bà cô quản lý ký túc xá đã để mắt đến phòng 207 rồi, mong là sẽ nhanh chóng bắt được gián điệp. Rồi bà chị bảo tổng giải thưởng nếu mà bắt được gián điệp là tận 50 triệu won, một con số khổng lồ. So với lương của bà chị Bun, ok, chỉ có 5.500 won thôi. Nếu như mà có số tiền đó thì bà chị sẽ có thể đi tới Berlin đấy. Nhưng mà sao tự nhiên lại đến đó? Ôi là trời, không nghe chị nói gì sao? Anh chàng trong tiệc gặp mặt hẹn hò nhóm lần trước đấy. Anh ấy là sinh viên cao học khoa kinh tế của Đại học Berlin mà. Mọi người bảo nhớ mình rất nhiều, ước gì có 50 triệu won để bay tới Berlin thì tốt biết mấy. Thật ra bà chị bốc phét hơi quá, lần trước đi xem live show mà bị anh trai Soho bỏ giữa đường, biến mình thành người nhà quê giữa chốn đông người, biến mình thành trò hề giữa cuộc chơi. Trời ơi, nghĩ lại muốn gớt nước mắt hà, cái đồ quỷ sứ, nhưng mà đẹp trai nên được tha thứ. Răng rô thì lại đến hàn huyên với Soho, nói về việc anh trai cứ suốt ngày đi biểu tình, ngày đếu nào cũng lao vào cái nhau thế này, mỗi lần biểu tình là gia đình mệt mỏi biết bao nhiêu, dù gì thì vậy cũng rất ngầu mà, chắc anh cũng thấy mình rất ngầu nhỉ. Đúng vậy, tôi cũng được nghe từ này nhiều rồi mà. Vậy anh đã nhận được những thứ như dây chuyền từ con gái chưa? À, là cái thứ bling bling lấp lánh này sao? Có vẻ như là răng rô đã nghĩ là thứ bling bling lấp lánh này đến từ người ấy của Soho, nghĩ rằng Soho đã có crush, nghĩ rằng mình là xe Honda nên đều có cửa, nên có vẻ hơi ghen tị một xíu, hơi là ngại ngùng, nên phải nhanh chóng phóng ra khỏi nơi đây thôi, phóng ngay ra khỏi chốn này, chẳng còn tâm trạng nào muốn ở nơi đây, không muốn đứng dây dưa ở đây thêm một giây nào nữa đâu. Sáng sớm, bạn gọi dậy thì không chịu dậy, thế là không nghe lời thầy huấn hoa hồng rồi. Cái loại lại ngủ quá giờ trưa ấy, tao đố thế nào giàu được. Nhưng cái loại ốc ba đậu, ốc chó này, ốc lợn ngủ quá giờ trưa, đêm thì thức, xong là chỉ thấy đi ăn bám mà ăn ké, đi chỗ nào thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi. Làm không làm, cái đời không khá được nha. Răng rô đưa đồ ăn cho Soho rồi nhanh đi mất. Soho nặng nề bước từng bước, nhưng có vẻ bước quá nặng làm mấy bạn sinh viên đang ở trong phòng đọc sách phía dưới nghe thấy. Ai nấy cũng đều hoang mang lo sợ rằng có con ma đang bay lắc tung tăng trên lầu, lo sợ nó bay lắc xong rồi ghé xuống lầu đem mình theo lên lầu bay lắc nhảy nhót trên bàn. Không sao các bạn ơi, học tiếp đi nào.
Soho thì có vẻ ăn hơi nhiều, ngồi lên ghế gãy luôn miệng cái ghế, làm ai nấy ở dưới cũng đều sợ, chạy ngay đi ra khỏi phòng đọc sách. Giang Dô đang nằm thì có vẻ nghe gì đó từ bên ngoài cửa sổ, nhanh chân chạy ra xem, có vẻ đó là Giang U, anh trai của Giang Dô đang đi nghĩa vụ quân sự. Soho đang ngồi vò đầu bứt tóc thì cũng nghe thấy gì đó bên ngoài cửa sổ nên đi ra xem, mở màn cửa sổ ra thì thấy hai anh em Giang Dô đang trao nhau những cái ôm thấm thiết, ngập tràn tình cảm, tình thương mến thương. Sao anh tới đây được thế? Anh đã leo rào vào đấy, vậy anh nên tận hưởng giây phút này đi. Hát gì? Hát xèo, thật là trời đang lạnh lắm phải không? Quát cái này đi. Giang Dô lại đến băng bó vết thương cho Soho, kể về chuyện anh trai đến thăm mình. Anh ấy là anh trai duy nhất của tôi, anh ấy là người quý giá nhất trên thế giới này đối với tôi. Soho cũng nhớ về em gái mình, em đã khóc khi bồ câu chết, anh đã làm chiếc vòng này cho em, nói rằng nó sẽ bảo vệ em mãi mãi. Đây là sợi dây chuyền mà em trân quý nhất, nhưng giờ em giao lại cho anh. Anh lại phải đi ra phía Bắc nữa rồi, em gái tôi là người quý giá nhất đối với tôi trên thế giới này. Vậy chiếc vòng này là của ba chấm, đúng của em gái tôi, Sui đã đưa nó cho tôi. U là trời, tôi tưởng đâu crush của anh tặng chứ. Được rồi, vết thương của anh đã được làm sạch rồi. Ok, cảm ơn cô nhiều nhé. Vậy em gái anh tên là Sui sao? Đúng vậy, cô bé là một tomboy, mà tên của anh là gì thế? À, anh quên mất là chưa nói tên của mình cho em nghe, đợi tôi kéo áo một xíu. Tôi tên là Lim Soho, nghe như san hô nhở, ý nhầm, nghe như mãi bảo vệ tình yêu của anh. Vậy tên tiếng Đức của anh là gì? Tên tiếng Đức sao? Bé xíu xòe tai này ghé lại cười. Bé 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 bụng gì nhỉ? Soho cười làm Giang Dô dỗi, muốn dẹp nhịa đồ đạc đi gì à? Đi giặt quả khăn một xíu, chứ dính máu tùm lum dư lầy. Nhưng mà nước gì mà dư thế lầy, cát bụi tùm lum, rồi nước chảy xuống hố. Có bà chị nào vẫn ngồi trong phòng đọc sách, giọt nước rớt xuống, làm tay bà chị này hơi lạnh cống. Có một con ma đang dùng nước sao? Đờ mờ té lẹ thôi. Rồi bà chị này đi vào phòng bà cô quản lý để báo việc này, cho bà cô xử lý, chứ mình run quá rồi. Thế là bà cô quản lý nhanh chóng kêu gọi đàn em cùng ông bác bảo vệ tiến lên trên lầu để khám xét xem con ma đang làm điều gì ở trên. Bà chị Bun ok cũng nhiều chuyện, chạy theo hóng hớt. Giang Dô cùng với Soho thì vẫn chưa biết chuyện gì đang sắp ập tới, vẫn đang ngồi bàn luận với nhau về kiến trúc của ký túc xá, cùng nhau nghiên cứu tìm ra lối nào để thoát thân khi mà có biến lớn xảy ra. Rồi Soho nghe thấy tiếng gì đó, hình như là có người đến, rồi bà cô đã sắp phá sập cửa đi vào trong rồi. Nhanh chân nhanh tay mà trùng đi nào Soho, Giang Dô ai. Và rồi ông bác bảo vệ tiến đến mở cửa, chuẩn bị cuộc đổ bộ đến tìm dấu vết của con ma ngay trong đêm nay. Dù tình thế rất là ngàn cân treo sợi tóc, Giang Dô và Soho thì chẳng có đường nào để mà chạy nữa rồi. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng và họ được nhìn thấy mặt nhau, vì sau đêm nay thì mỗi đứa sẽ ở một nơi rồi. Chúng ta hãy cùng nhau nắm chặt đôi bàn tay này và mong cầu một điều gì đó, nhiệm màu xảy ra trong lúc này đi nào. Ok, hết tập 2, hẹn gặp lại mọi người ở tập 3.